mới đi chuẩn bị ăn hái rồi, lấy chồng lấy con dâu một con đưa cái chứng minh rồi cha đi. Mày đưa chào sơ chưa? Chứ chào cha chưa? Chào cha rồi. Mi chào cha chưa con nào? Ôi trời ơi cái mặt. Đây. Hình. Này, cô cái mặt này. Này, nhà thiếu nước à? Nước. Này lấy cái chai nước xuống đi rửa mặt đi. Ôi mặt nó không rửa. Hả? Chứ nó không cứ rửa mặt à? Không biết là con nít ở đâu mà lắm nhá. Trời ơi. Mấy đứa có đi tu không? Này, mấy đứa có đi tu giống các sơ không? Chứ làm sao? Làm sao chết? Chồng cái giờ cha rồi, thì cô con mới đẻ có 7 tháng, chồng cái giờ không biết treo, cái bổ trong cái tuổi, mấy tháng sau cái tuổi đó. Thì con bảo con đó, con yên bà thiện tim. Chứ làm sao mà chồng chết? Ngã cô cha rồi. Treo cái dừa? Dạ vâng. Ở dưới thuyền mà lại đi treo dừa? Không biết cha rồi, thì bố của tao đi, mới cha thả lỗi cho tao đi, tao đi chơi. Thì lên lấy đường nước, treo. Cái đầu người lấy năm nay chồng bên đây rồi. Con cắt khẩu thì ít ăn hái. Ở hàng lão không được cái chi cả. Không được cái chi. Chứ con ở trong thua. Lên bờ. Con sinh trả hết tới rồi mà đến nhà con ở thành công, công không. Chứ cô tên gì? Tên gì? Con là Hà. Học lớp mấy? Lớp 7. Rồi. Các em thấy sơ mà các em vẫn ca con quyết vậy đó. Thưa quý vị, hôm nay chúng tôi đi chào nhà tình thương cho một gia đình ở sống trên sông Dân Trải đó, thuộc địa bàn của thành phố Thanh Hóa. Đây là gia đình Minh Hương sống ở trên thuyền và được chính quyền thành phố Thanh Hóa cấp đất lên trên bờ tại phường Nam Ngạn, thành phố Thanh Hóa. Hôm nay nhà đã xây dựng xong nên là chúng ta đến đây để làm phép nhà và bàn giao nhà tình thương này cho gia đình Dân Trải. Một căn nhà đúng là trong mơ nhiều người ở trên bờ trong mơ cũng không dám nghĩ tới mình có được cái căn nhà nó đẹp đẽ, khang trang, kiên cố, đầy đủ tiện nghi giống như vậy. Rất là đẹp, 2 lầu. Em
sang lang vô cùng chúng con, xin Đức Chúa Thánh Thần xuống đầy lòng chúng con là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời. Đức Chúa Thánh Thần xuống dâng lại mọi sự trong ngày chúng con. Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống soi lòng dạy dỗ các thánh tông đồ. Chọn tốt chọn lành vô cùng Chúa đã dựng lên con và cho con Chúa là đời chịu nam chịu chết vì con mà con đã ta lòng phán mình nỗi nghĩa cùng Chúa thì con lo buồn đau đớn cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự con dốc lòng chừa cai và nhờ ơn Chúa thì con sẽ lánh xa gì tôi cùng làm việc nên tôi cho xứng. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Bình an cho nhà này và mọi người trong nhà. Và ở cùng Cha. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy sốt sắng dâng lời nguyện lên Chúa Giêsu, Đấng đã sinh ra bởi Đức Trinh Nữ Maria và ở cùng chúng ta. Xin người đoái thương đến ở trong nhà này và hiện diện chúc phúc cho nhà này. Xin người ở đây với anh chị em, nuôi dưỡng tình bác ái và chia sẻ vui buồn với anh chị em. Còn anh chị em, hãy theo lời dạy và gương lành của Chúa Kitô, hãy làm cho nhà này thành nơi chan chứa tình bác ái, để từ đây hương thơm tốt lành của Chúa Kitô được lan tỏa khắp nơi. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu cùng với hai môn đệ trên đường đi Emmaus đến gần làng Cao Đỉnh tới. Người làm như muốn đi xa hơn, nhưng hai môn đệ ngài ép người rằng: mời ông ở lại với chúng tôi vì trời đã về chiều và ngày đã sắp tàn. Người liền vào với các ông, đang khi cùng các ông ngồi bàn, người cầm bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho hai ông, mắt họ sáng ra và họ nhận ra người. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Kính thưa mọi người, như chúng ta thấy cái quang cảnh của cái buổi làm thép nhà ngày hôm nay, thì đây đúng là thiên đàng. Có thể nói được là đây là cái quang cảnh của thiên đàng chứ không phải là ở trần gian. Nếu chúng ta hiểu được cái bối cảnh thì chúng ta sẽ có thể khẳng định được điều đó, bởi vì bối cảnh đó là trước đây thì gia đình của anh chị Minh Hương là một gia đình sống lênh đênh ở trên sông nước. Bao nhiêu đời họ phải chịu đắng cay cơ cực của cái kiếp nổi trôi trên sông nước. Họ thả cái đời sống của mình giống như con thuyền đó, trên sông nước, rồi sóng gió sông nước nó trôi dạt đi đâu thì họ cũng dạt đi theo đó. Bao nhiêu đắng cay, bao nhiêu cơ cực của sự đói nghèo, của bệnh tật, của thất học, của chết chóc, và đến ngày hôm nay thì họ được lên bờ. Như chúng ta thấy, nếu như mà cứ sống ở trên thuyền thì những em nhỏ này đâu có được như các em mà đang đứng ở đây. Mỗi em ở trên thuyền đó là một cái dây cột vào con người, cột vào người của mình, cột vào cái mạn thuyền. Mỗi em là phải đeo một quả bóng ở trên lưng, để rồi khi mà các em không may rớt xuống nước thì còn có cái dây nó kéo lại cái quả bóng, nó làm cho các em nổi lên. Và nếu mà không may mà các em bị chết đuối, bị đuối nước thì chính cái quả bóng đó sẽ giúp cho gia đình tìm được xác của các em. Nhưng mà đó là cái cảnh sống lênh đênh ở trên sông nước, cái phận người rất là mỏng manh, cái mạng sống của con người nó rất là như trứng treo ở đầu gậy vậy. Không may mà các em rớt xuống nước một cái mà bố mẹ không để ý là mạng sống của các em không có được bảo toàn. Và bây giờ thì lên trên bờ đó thì cuộc sống của các em nó sẽ được thay đổi, cái tương lai của các em nó sẽ khác chứ không giống ở trên thuyền. Các em lên trên bờ được chạy nhảy tung tăng, được vui chơi, được đi đến nhà thờ, được đi đến những các cái tiếp cận được các cái dịch vụ của xã hội, và đặc biệt là các em được đến trường để đi học, để
để trở thành người có ích cho giáo hội cũng như cho xã hội, và nhất là các em thoát khỏi cái nguy cơ rớt xuống sông và bị đuối nước. Thì đó là cái điều mà đúng là chỉ có Chúa mới làm được cho gia đình của chúng ta. Và việc của chính quyền thành phố Thanh Hóa cấp đất cho chúng ta một miếng đất rất là đẹp ở giữa lòng thành phố tại phường Nam Ngạn này, và bên Caritas và giám mục Thanh Hóa cũng như là các tổ chức, các nhà hảo tâm để giúp đỡ cho chúng ta, để xây dựng cho chúng ta có được cái căn nhà rất là khang trang đẹp đẽ như vậy. Thì tất cả đều là hồng ân của Chúa, tất cả đều do tình thương của Chúa ban cho gia đình của chúng ta. Cho nên trong nghi thức cảm thất nhà này, chúng ta cùng hiệp với gia đình của anh Minh và chị Hương để chúng ta dâng lên Chúa lời tạ ơn, và chúng ta cũng dâng lên Chúa lời cầu xin để xin Chúa đã công bồi hầu cho tất cả những ai đã làm ơn làm phúc để giúp đỡ cho gia đình của anh chị Minh Hương có được cái sự đổi đời này. Và chúng ta cầu xin cho gia đình được an cư lạc nghiệp trong cái căn nhà khang trang đẹp đẽ này, và sớm hội nhập với cuộc sống ở trên bờ. Thế rồi khi mà họ hội nhập với cuộc sống ở trong cộng đoàn cộng đồng đó, thì họ sẽ cố gắng để làm chứng cho Chúa ở giữa cái nơi mà mình sinh sống ở đây, và đặc biệt luôn luôn sống gương mẫu, trở thành người công dân tốt, người giáo dân tốt để làm chứng cho Chúa ở tại mảnh đất này. Và giờ đây chúng ta cùng nhật ký để dâng lên Chúa những lời cầu xin. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy vui mừng cảm tạ con Thiên Chúa là Chúa Trời Đất, Đấng đã trở nên xác phàm ở giữa nhân loại, và trong tâm tình tạ ơn chúng ta cùng đồng thanh tôn vinh. Lạy Chúa, xin ở lại với chúng con. Chúa Giêsu đã thánh hóa gia đình Nazareth khi ở với mẹ Maria và thánh Giuse. Chúng ta cầu xin Chúa thương ngự đến trong nhà này như là thượng khách và là Chúa của chúng ta. Lạy Chúa, xin ở lại với chúng con. Nơi Chúa Kitô tất cả được xây dựng thành đền thánh, chúng ta cầu xin Chúa cho mọi người trong nhà này biết kiến tạo đời sống để trở nên đền thờ Thiên Chúa trong Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin ở lại với chúng con. Chúa đã dạy chúng ta phải xây nhà trên nền đá vững chắc. Chúng ta cầu xin Chúa cho mọi người trong nhà này biết xây dựng đời sống trên lời Chúa và biết phục vụ nhau trong tình bác ái chân thành. Lạy Chúa, xin ở lại với chúng con. Chúa đã không có nơi gối đầu và đã chấp nhận việc đón rước các bạn hữu. Chúng ta cầu xin Chúa cho những ai đang không nơi nương tựa tìm được nơi chúng ta sự trợ giúp tận tình để họ có được nơi ở xứng đáng. Lạy Chúa, xin ở lại với chúng con. Và giờ đây tất cả chúng ta cùng dâng lên Thiên Chúa Cha lời kinh mà chính Chúa Giêsu đã dạy các tông đồ ngày xưa cũng như tất cả chúng ta ngày hôm nay. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng nước Cha chỉ đến, khi Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con, xin chớ để chúng con xa chưa cám dỗ nhân, cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin có ai thương lắng nghe các tôi thơ Chúa, là những người đang này xin Chúa ban phép lành cho ngôi nhà này, để khi ở trong nhà này họ cảm thấy Chúa là nơi nương tựa, khi đi xa nhà này họ vui mừng vì có Chúa là bạn đồng hành, và khi trở về nhà này họ được Chúa hiện diện vươn mãi cho đến ngày họ được hạnh phúc viên mãn trong nhà Cha, nơi Chúa đã dọn sẵn cho họ. Chúa là Đấng hằng sống và hiện trì muôn đời. Amen. Đừng cố tình yêu thương, ở đây có Đức Chúa Trời, đâu có lòng từ bi, ở đây có ân sủng, đâu có tình bác ái, thì Chúa chúc lành không ngơi. Đâu ý hưởng tâm
hãy đổ đầy linh hồn tình yêu thiết tha, yêu Chúa lên lòng hết sức hết cả trí khôn, cùng yêu anh em yêu Chúa mến yêu chúng con. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô cứ ngủ trong lòng anh em, và nguyện cho lời của Người ở lại luôn mãi trong chúng ta, để khi làm mọi việc chúng ta đều làm cho sáng danh Chúa. Amen. Giờ đây chúng ta cùng đứng lên bàn thờ, chúng ta cầu xin với Đức Mẹ và Kinh Thánh nhớ để chúng ta cầu xin Đức Mẹ luôn hiện diện với chúng ta trong căn nhà này. Lạy Thánh Nữ Đồng Trị Maria, Mẹ Đức Nhân Từ Sinh, hãy nhớ xưa nay chưa từng nghe có người chinh trên hết các kẻ đồng chinh chinh. Đức Mẹ nói đến con là kẻ tội lỗi, lạy Mẹ là Mẹ Chúa cứu thế, xin cho bỏ lời con kêu xin một rũ lòng thương và nhận lời con cùng. Amen. Lạy Mẹ Maria, trung tâm lòng dẫn đời sống. Lạy Mẹ Maria, Mẹ thiên ái, Mẹ hiền trí, Mẹ chính là Nữ Vương, là Trang Sư, là Mẹ Con. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng Cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Nhà gia đình của anh Minh và chị Vân, đây là gia đình đấy gồm có hai vợ chồng cùng với lại ba cháu nhỏ, một cháu gái và hai cháu trai. Đây là một gia đình rất là đẹp, đẹp đôi, vợ chồng cũng đẹp đôi, con cái cũng rất là sáng sủa, đúng không? Nhìn người như vậy ai biết là đây là dân trai đâu. Đấy thì đấy là một thằng may mắn có bạn trong gia đình ngày hôm nay có được căn nhà rất là khang trang đẹp đẽ tại phường Nam Ngạn của thành phố Thanh Hóa. Thì trước hết thì xin hãy đi nhà tôi nói tạm dừng hồ sơ khi mà hôm nay đến đây để sang dự cái nghi thức làm cất nhà và trang nhà cho dân trai như vậy thì sơ thấy làm sao? Sơ nói mấy câu thôi nhá. Thế còn kính chào cha, con chào, cũng chào các sơ, rồi chào gia đình, rồi chào các con luôn nhé, được không? Được không? Bây giờ cho hỏi, thật sự là cái hôm nay là một cái niềm rất là vui. Thứ nhất là sơ thấy có cái sự khác lạ. Sơ ra Thanh Hóa nhiều lần lắm rồi, mà chỉ thỉnh thoảng là có một sơ đi, hai sơ đi. Hôm nay nhà mình có mấy sơ biết không? Có mấy sơ ai đến? Sơ con. Mấy sơ ai đến? Sơ. Buồn buồn cho hai cháu đấy. Rồi cái thứ nhất là sư cảm thấy đạo chú gia đình chúng con nhé, là bây giờ thứ nhất là mình đang cho hỏi cái anh con hả, con ở Phú Thiền 30 năm, anh bảo là 40 năm, có phải không? Anh có vợ ở Phú Thiền luôn, là tất tổng cộng là 40 năm phải không? Bây giờ cho hỏi thật cái trái tim, cho hỏi thật con có muốn trở về cái dưới như thế này? Vợ chồng con đi làm á, thế là cũng bị đóng thuyền, đóng tôi mấy đứa ít nhà. Thế là sau cứ ăn cái nhà thuyền nhà bên mấy đứa ít chơi với nhau, ta thuyền nhà anh Minh chìm rồi, rồi anh Minh chìm rồi, thì rất là các anh trai nổ điện ra. Chứ mày chứ hôm đó mà không có người ra thì là mấy cháu này là đi rồi đấy. Không hay ai mới đây thôi, thì đó là cái nguy cơ mà vì
đuối nước là không còn nữa. Bây giờ các cháu lên bờ, nên cuộc sống sẽ nói không hơn. Thì sơ Hải có thấy vui không? Mọi người có thấy vui không? Sơ thì chúng muốn đọc lại cái nhà này luôn. Có cho sơ lại không? Có. Mày sơ đã chưa ngủ thử xem được không? Còn biết được không? Rồi, đây đây là sơ Hải. Bây giờ thì mời thêm một sơ nữa, không được cản trở. Đó là xin mời sơ Tinh có đôi lời, xin mời sơ. Dạ, kính thưa cha, kính thưa quý sơ, rồi gia đình nữa. Hôm nay thì con cũng rất là vui. Hồi nãy sơ Hải cũng đã nói rồi, chúng ta bây giờ đó chúc mừng gia đình anh chị, tạ ơn Chúa, cảm ơn các vị anh em, để cảm ơn cha giám đốc, rồi mọi người cũng đã góp công bằng sức, rồi bằng tình thương để chúng ta có ngôi nhà chỗ này. Thì cũng mong anh chị các cháu nữa hạnh phúc trong gia đình, trong ngôi nhà này. Và những ai đến đây được cảm nhận được cái niềm vui hạnh phúc, nhất là cảm nhận được cái tình thương của Chúa qua những chị nhé. Thì lên trên đây rất là nhiều người cha cũng có gợi ý. Sau chúng ta là những người công giáo, là những người có Chúa, thì những ai đến đây đó là sau khi đến môi trường này là cảm chứng với Chúa, để mọi người cũng có nhận được ơn Chúa. Bởi vì nếu không có Chúa thì chúng ta không có được gặp nhau, và chúng ta cũng không có ngôi nhà này. Qua các vị ân nhân, nhà của những người của cha sơ chúc mừng gia đình anh chị và các cháu. Lúc này Sơ Tỉnh lên đây, đó là các em vui lên Sơ Tỉnh, cùng các ngoài đó. Đấy, thì xin các sơ trong lời cầu kinh, lời cầu nguyện của mình thì nhớ đến gia đình này nhé, rồi nhớ đến các ân nhân để giúp đỡ cho họ, cầu nguyện cho các nhà hảo tâm nhé. Rồi bây giờ thì đến lượt nhân vật chính của ngày hôm nay, đó là gia đình. Bây giờ gia đình phát biểu cảm tưởng ngày hôm nay như thế nào, xin mời. Cảm ơn Đảng và Nhà nước, với lại bên các cha các sơ ủng hộ gia đình nhà quân, cô quân được lên bờ, nhất là tạ ơn Chúa. Cảm ơn. Đấy, bây giờ thì con nghẹn ngào dưới thuyền cũng chẳng biết nói làm sao đâu. Cha thì tàn toán vậy, bởi vì có được đi học đâu mà biết biết nói đúng không nhỉ? Biết đi đánh cá rồi chứ còn bây giờ phát biểu là không biết phát biểu làm sao. Đấy, thì tất cả như cha và các sơ thì nói đó, tất cả đều là hồng ân của Chúa ban cho gia đình của con nhé. Chúa yêu thương gia đình của con sau 30 năm trời, 40 năm lênh đênh trên sông nước, thì bây giờ thì Chúa thương, cho nên là chính quyền cấp đất cho gia đình của chúng con, chính quyền thành phố nghe cấp một miếng đất rõ đẹp giữa lòng thành phố Thanh Hóa, rồi cây tát Thanh Hóa và giám mục Thanh Hóa, rồi các tổ chức, các ân nhân, các nhà hảo tâm giúp đỡ cho gia đình con để xây dựng căn nhà này. Cho nên là con mới có căn nhà rất là khang trang đẹp đẽ. Về phía cây tát Thanh Hóa, đây là cái sự hỗ trợ của hội CCO, tức là hội Catholic Outreach, đó là cái tổ chức mà của giáo hội Công giáo bên Hoa Kỳ đã hỗ trợ để giúp cho con xây dựng cái căn nhà này nhé. Cho nên là khi mà ở trong căn nhà này, chúng con phải luôn luôn nhớ để tạ ơn Chúa và cầu nguyện xin Chúa ban muôn ơn lành cho những người đã làm ơn phúc cho gia đình của chúng con nhé. Rồi, cha chúc chúng con ổn định cuộc sống ở trên bờ, tìm được niềm vui trong mấy nhà này. Cha có tay chúng ta chúc mừng. Con có thích căn nhà nhà con không? Vậy thì con thích ở trên bờ hay là con thích ở dưới sông? Ở trên bờ. Tại sao? Ở sông khó khăn. Khó khăn cái gì nào? Sóng đập vào thuyền, rồi cái thuyền của con nó muốn là nó úp xuống đúng không? Nó nghiêng đi. Vậy những lúc đấy thì con có sợ không? Và cái mùa mưa lũ mà nước lũ nó xuống thì con thấy sao? Bịt chăn lại. Rồi con bịt chăn lại. Bịt chăn thì cũng chả ăn thua đâu. Thì con lên bờ thì con cố gắng con học cho giỏi nhá. Đấy. Chúc mừng con. Tức là chỉ trong vòng một, tức là chỉ một tích tắc nữa là ba đứa con là chết luôn. Anh Sơn
chạy ra chỗ đường điện thôi. Lắm chứ thôi, mấy đứa đúng là côi mới như này, đúng là chùi thôi. Mà may mà một cái thôi. Thì chắc là cũng đâu còn 10 mấy đất còn không bao giờ cũng lấy. Chứ cái hôm đó mà không may mà ba đứa con bảo nó đấy thì bây giờ có cho 10 miếng đất cũng không lấy. Bởi vì con là tất cả mà bây giờ con không còn thì lấy đất làm gì đúng không? Thôi thì cố gắng cho các cháu nó ăn học nhá. Bằng mọi giá phải ăn học đến nơi đến chốn. Vay mượn đó. Thôi thì cứ vay mượn đi rồi mai kia đi làm rồi đi trả lại cho họ nhá. Rồi chúc mừng nhá. Hành trình yêu thương của Caritas Thanh Hóa xin cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin quý vị hãy bấm vào nút đăng ký bên dưới video này và ấn vào nút chuông bên cạnh để chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.